Một ngày làm việc của Quyền Linh đi qua rất nhiều tỉnh thành. Quý vị thấy từ thành phố Hồ Chí Minh đi qua Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long đến thành phố Cần Thơ. Rồi, chào em. Dạ, mình khởi hành luôn nha. Ủa, xe nào vậy? À, con này là Fortuner, em mới đặt để anh vừa làm việc, vừa nghỉ ngơi mà. Đi đường xa đó. Con này em chắc chắn là sở thích, rất êm luôn. Anh mà xây xe là em chịu trách nhiệm nha. Dạ. Quý vị thấy nghệ sĩ di chuyển như thế, nếu như mà đi một chiếc xe nào nó dằn lên dằn xuống thì chắc chắn là không đủ sức khỏe để có thể thực hiện nguyên một chuyến đi như thế. Em ơi, ghé đâu ăn sáng em? Dạ thôi, em cách chuẩn bị cho anh sẵn lúc nữa rồi nè. Lúc trước thì Linh rất lo ngại ngồi xe nguyên một ngày, ăn trên xe, uống cà phê trên xe. Nhưng bây giờ Quý Linh không còn lo ngại nữa, quý vị thấy không? Ngồi trên xe với tư cách là một người ngồi, Quý Linh cũng rất là cảm giác rất thoải mái, rất là nhẹ nhàng, hưởng thụ. Có thể mình chở quần áo ơn sao được không em? Được, con cốc xe siêu rộng. À, mở cái này được không? Thử coi. Sáng sủa luôn. Nó rộng rãi mà nó giống như căn phòng vậy. Có cửa sổ trời nữa ha. Làm việc nó cũng giống như căn phòng của mình. Một căn phòng di động giống như mình đi là gọi là Boeing 787 vô quý vị ha. Cái này hết pin này. Đưa cục sạc hết. À, không sao anh, trên xe là khách sạn. Ổ cắm điện luôn. Chỉ cần chưa tới 3 tiếng đồng hồ thì Quyền Linh đã có mặt tại thành phố Cần Thơ quý vị. Về vùng sông nước thì quý vị thấy rằng rất là đẹp, nó hiền hòa lắm. Nó rất là yên bình luôn. Chứ Cần Thơ đi dễ khó về, khi đi có vợ à, khi về mà có con. Bây giờ thì mình dùng ẩm thực của miền Tây Nam Bộ thôi. Lẩu mắm. Hãy đi chiếc xe hạnh phúc Fortuner để cảm nhận tất cả những gì lãng mạn nhất, hạnh phúc nhất và tuyệt vời nhất. Xin mời. Quý vị thấy cuộc hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ nó nhẹ nhàng và rất là êm ái và rất là hạnh phúc. Và đây là một trong những cái điều Quyền Linh rất thích ở Fortuner này. Nó chiếm trọn trái tim Quyền Linh trong ngày hôm nay. Nào, hãy cùng lên xe Fortuner với Quyền Linh nha. Cho ta cảm giác tất cả những hạnh phúc đó mà Quyền Linh hay nói là chuyến xe hạnh phúc. Cảm giác lái rất là nhẹ và xe nó đậm á. Xe này kính hậu nhìn rất là dễ to, dễ lái, dễ canh, ga rất là mạnh, xăng xuống đều đó, không có giật khúc, rất là thích. Vậy là một ngày đồng hành với Fortuner đã kết thúc. Cảm ơn Fortuner rất là nhiều, một ngày tuyệt vời. Bây giờ thì Quyền Linh phải tiếp tục công việc của một người nghệ sĩ đây là lao vào phim trường. Chào tạm biệt quý vị, chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chào.